vị thân mến, và phần dự thi tiếp theo sẽ là một sáng tác của nhạc sĩ Hoài Sơn, ca khúc Hát với Long Hồ. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ với một bạn thí sinh. Bạn ấy đến từ quê hương Vĩnh Long và ngày hôm nay cũng hát một ca khúc nói về đất trời, con người và cả quê hương Vĩnh Long của mình. Thí sinh mang số báo danh 10, Nguyễn Thị Kim Cương. Thank you.
Xin được chúc mừng thí sinh Nguyễn Thị Kim Cương, bạn đã hoàn thành xong cuộc ca khúc rất là ý nghĩa, nói về huyện Long Hồ nói riêng và nói chung là về tỉnh Vĩnh Long, với một vùng đất rất là đẹp và dĩ nhiên là con người cũng rất là thân thiện. Đặc biệt là các bạn khán giả đang có mặt tại đây cũng rất nhiệt tình vỗ tay cho các thí sinh, có đúng không ạ? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và hãy bình chọn cho thí sinh Kim Cương của chúng tôi. Thí sinh Kim Cương với số báo danh 10. Nên nếu yêu quý Kim Cương, hãy soạn tin nhắn theo cú pháp BC khoảng trắng 10 gửi 6540. Một lần nữa xin được chúc mừng thí sinh Nguyễn Thị Kim Cương. Thưa quý vị, và tiết mục dự thi tiếp theo sẽ là ca khúc Đêm Giao Thừa nghe một khúc dân ca, sáng tác nhạc sĩ Võ Đông Điền. Và thí sinh mang mã số 08 của chúng tôi sẽ biểu diễn ca khúc này ngay sau đây. Thí sinh Nguyễn Thị Anh Thư. Yeah.
Anh Thư với đêm giao thừa nghe một khúc dân ca sáng tác của nhạc sĩ Võ Đông Điền. Nếu yêu quý anh Thư xin hãy soạn tin nhắn theo cú pháp BC Quảng Trắng 08 gửi 6540. Xin cảm ơn quý vị. Quý vị thân mến, hãy nhanh chóng nhắn tin cho các thí sinh ngày hôm nay, bởi vì Vĩnh Phúc xin được nhắc lại một lần nữa, đó là phần quà may mắn dành cho quý vị khán giả là một chiếc điện thoại smartphone Lumia 730 selfie góc rộng trị giá là 5 triệu đồng, chụp hình rất là đẹp quý vị ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với thí sinh mang mã số 06, ca khúc dự thi bài hát Xúc cảm non thiên, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Phương. Và một tràng pháo tay thật to cho thí sinh Hà Tiến Dũng. Giữa chân anh, chân vây lưng núi lửa trong ngoài.
Cho thí sinh Hà Tiến Dũng theo cú pháp tin nhắn như sau: BC khoảng trắng 06 gửi 6540. Quý vị thân mến, và trước khi chúng ta đến với các phần dự thi tiếp theo, khi mà các bạn thí sinh họ sẽ kết hợp lại trong một tiết mục hợp ca rất đặc sắc để dành tặng cho tất cả quý vị khán giả, thì chúng ta hãy cùng giải lao trong giây lát, sẽ rất nhanh thôi, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Để tham gia bình chọn cho thí sinh yêu thích nhất chung cuộc, khán giả có thể tham gia bằng cách soạn BC khoảng trắng mã số thí sinh gửi 6540, giá cước mỗi tin nhắn 5.000 đồng. Tổng đài sẽ được mở từ lúc 0 giờ ngày 21 tháng 12 năm 2014. Kết quả thí sinh được yêu thích nhất và 3 khán giả may mắn ngẫu nhiên tham gia bình chọn sẽ được công bố trong đêm gala 31 tháng 12 năm 2014. Xin được chào mừng toàn thể quý vị khán giả, chúng ta quay trở lại với đêm nhạc dân ca và âm hưởng dân ca của vòng chung kết cuộc thi tiếng hát phát thanh truyền hình Vĩnh Long năm 2014. Thưa quý vị khán giả, chúng ta vừa theo dõi lượt thi đầu tiên của 10 thí sinh trong đêm thi hôm nay, và tiếp theo là lượt thi thứ hai của các thí sinh. Và thưa quý vị, trong lượt thi thứ hai này thì các thí sinh họ sẽ cùng nhau kết hợp lại trong một tiết mục hợp ca. Và dĩ nhiên họ cũng sẽ phải nỗ lực hết sức để có thể mang đến cho quý vị khán giả những phần trình diễn đặc sắc nhất. Nhóm thí sinh đầu tiên của chúng ta sẽ là ai? Xin mời quý vị chúng ta cùng khám phá ngay bây giờ nhé. Đến với phần thi hát nhóm trong đêm thi hát dân ca tối nay, Hùng Vinh, Kim Anh và Tố Quyên sẽ trình bày nhạc phẩm Rung Rinh Lúa Vàng của nhạc sĩ Lê Phúc, lời thơ Bùi Kim Đỉnh. Với phần lựa chọn này thì nhóm Kim Anh đã tập luyện thật là chăm chỉ, hy vọng là sẽ có được sự kết hợp thật là hoàn hảo. Và Tố Quyên tin rằng với sự tập luyện chăm chỉ của nhóm thì sẽ mang đến cho quý vị một đêm nhạc thật là hay. Và quý vị đừng quên ủng hộ cho nhóm của Tố Quyên nhé, với mã số bình chọn Hùng Vinh 03, Kim Anh 01 và Tố Quyên 07. Thank you.
sáng mai cội lúa về xuân đang nghe tiếng hát em xa là xa hay gần nhắn ai cội lúa trên đồng em xin cười lúa mà hồng thêm xinh ôi à ôi à ôi à ôi à yêu quý các thí sinh thì hãy bình chọn cho họ bằng cú pháp như sau, đó là BC khoảng trắng mã số thí sinh gửi đến tổng đài là 6540 để có thể nhận quà từ chương trình. Và để cho quý vị dễ nhớ hơn về các thí sinh thì một lần nữa xin được đọc lại số danh của họ. Thí sinh Nguyễn Phạm Tố Quyên mã số 07. Thí sinh Trần Thị Kim Anh mã số 01. Và chàng trai duy nhất trong nhóm thí sinh Đặng Huân Vinh mã số 03. Ngay bây giờ Lan Trinh xin được mời ban giám khảo của chúng ta, nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền đưa ra lời nhận xét dành cho từng thí sinh ạ. Xin mời cô. Trước tiên thì tôi rất là lấy làm tự hào bởi vì là tôi là người miền Bắc mà đã là hát dân ca 52 năm mà bây giờ tôi lại được ngồi để làm trong một thành viên trong ban giám khảo, được chấm mà với các bạn là quê hương của Vĩnh Long, mà là các bạn là những người miền sông nước
mà các bạn lại hát những dân ca của miền Bắc. Trước tiên là tôi rất cảm động và tôi rất lấy làm tự hào vì đã có những các bạn đã theo dòng của hát về những bài hát dân ca mang màu, mang phong cách dân ca. Và trước tiên thì tôi xin phép được nhận xét thí sinh Nguyễn Phạm Tố Quyên. Trước tiên thì tôi thấy là mới nói đến bài hát này thì đó là một bài hát rất khó. Ngay kể các nghệ sĩ như chúng tôi cũng không phải là người nào cũng chọn được bài hát này, bởi vì nó mang tính chất là dân ca nhưng mà tính chất hiện đại, mà bạn đã thể hiện rất tốt và biểu diễn cũng là vừa phải. Thì tôi chúc mừng bạn. Bạn thứ hai là Nguyễn Thị Kim Anh. Thì là bạn hát một cái bài hát Đất Nước Lầy Du, tôi cho là một bài hát cũng là hay của nhạc sĩ Văn Thành Nho, và bạn cũng thể hiện đã tốt bài hát đó, mặc dù là có thể là chưa sâu, nhưng tôi nghĩ là bài hát này với ở lứa tuổi như bạn thì tôi hát cho là sạch sẽ, và tôi cũng cảm tình với bạn. Và đến bây giờ đến một chàng trai và nó rất là đẹp trai. Trước tiên là tôi thấy là bởi vì chấm tiếng hát truyền hình thì nó phải có mang hai cái yếu tố. Một là giọng hát phải được hay, truyền cảm, và ít nhất là thanh sắc phải cũng được vẹn tròn một tí. Thì tôi thấy bạn cũng là một người đẹp trai. Có điều là có những chỗ bạn bị cảm động quá cho nên nó bị phô một đôi chút. Nhưng tôi nghĩ là cái giọng hát của bạn nó cũng có truyền cảm. Tôi chúc mừng bạn. Xin trân trọng cảm ơn phần đóng góp của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền, và xin mời nhạc sĩ Vũ Quốc Việt ạ. Lẽ ra thì ba thí sinh này là không phải là phần nhận xét của Vũ Quốc Việt, nhưng mà có cái điều này á, là Việt muốn nói riêng bạn Kim Anh, thí sinh 01 á, tại vì cái này sẽ giúp cho bạn mai mốt bạn biểu diễn tốt hơn về cái hình thể á, là khi mà bạn hát á, bạn bớt ngước lên đi, có nghĩa là bạn hay cầm micro ngước lên á, làm cho khuôn mặt bạn nó rất là dữ. Bạn không tin á, thì bạn về bạn lấy smartphone, tức là cái điện thoại bạn, lúc mà bạn hát bạn tập á, thì bạn quay video lại, sau đó bạn nhìn xem cái video, và những cái điều đó bạn sẽ rút ra kinh nghiệm cho mình. Thì bạn hãy ngước thẳng, nhìn thẳng, hoặc là nhìn xuống một tí xíu, thì khuôn mặt bạn nó sẽ hiền hòa hơn, nó ít dữ lại, chỉ có bấy nhiêu ra thôi, mà hy vọng rằng bạn sẽ đẹp trong mắt tất cả khán giả sắp tới. Cảm ơn nhạc sĩ Vũ Quốc Việt rất nhiều. Phải thấy là ban giám khảo của chúng ta dành được rất là nhiều tình cảm yêu mến cho các thí sinh. Và bây giờ thì các bạn ơi, hãy nở nụ cười thật tươi, bởi vì chúng ta sẽ được biết số điểm mà ban giám khảo dành tặng cho mỗi thí sinh là bao nhiêu. Dạ, bây giờ mình nở nụ cười để đến với phần căng thẳng nhất. Thí sinh nào được đọc tên thì hãy bước lên trên một bước nhé. Bạn Nguyễn Phạm Tố Quyên, số báo danh 07. Nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền, 19,750. Nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm, 19,40. Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, 19,20. Và điểm trung bình của bạn đó là 19,37. Rất tuyệt vời. Và chúng ta đang đến với số điểm của thí sinh Trần Thị Kim Anh, số báo danh 01. Nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền, 19. Nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm, 18,50. Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, 18,80. Điểm trung bình của bạn, 18,78. Và chàng trai duy nhất trong nhóm 3, Đặng Huân Vinh, số báo danh 03. Nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền, 18,30. Nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm, 19,40. Và nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, 18,90. Điểm trung bình của bạn, 18,87. Xin chúc mừng ba bạn thí sinh một lần nữa. Và xin chân thành cảm ơn ban giám khảo của chúng ta. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với nhóm thí sinh thứ hai. Họ là ai? Xin mời quý vị cùng theo dõi một đoạn video clip ngay sau đây. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Trong đêm thi hôm nay, với sự kết hợp của ba anh em sẽ mang tới cho tất cả quý vị khán giả một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Tiến, bài hát Ngẫu Hứng Sông Hồng. Dù lịch tập luyện rất là căng thẳng, nhưng với ba màu sắc âm nhạc này, hy vọng có thể đem lại một tiết mục tam ca là thật là đặc sắc
dành tặng cho tất cả quý vị khán giả. Là một người con của vùng sông nước Cửu Long nên khi hát về đề tài sông Hồng thì mình luôn có một cảm xúc rất là mới mẻ và đặc biệt. Mọi người hãy bình chọn cho chúng tôi nhé. Tiến Dũng 06, Kim Phượng 02, Huy Quân mã số 05. Sông trắng xóa một ngày mùa thu đã...
từ trưa qua sông, một ngày dòng sông đầy sóng và gió, còn sóng 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 và gió, còn xin thương lời lối sông lối sông. Sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến. Và quý vị ơi, hãy đừng quên bình chọn cho các thí sinh theo cách soạn tin nhắn là BC khoảng trắng, mã số của thí sinh gửi đến tổng đài 6540. Và thưa quý vị, với nhóm 3 toàn đỏ này thì số báo danh của họ như sau: thí sinh Nguyễn Thị Kim Phượng, mã số 02; thí sinh Hà Tiến Dũng, mã số 06; thí sinh Võ Huy Quân, mã số 05. Và ngay bây giờ, Lan Trinh xin được mời trưởng ban giám khảo, cũng là một vị ban giám khảo đã theo sát các thí sinh trong 3 đêm thi vừa qua. Thì chắc hẳn là thầy biết rất là nhiều những sự tiến bộ hay là có sự thay đổi gì của mỗi thí sinh. Và xin mời nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm. Vâng, đúng như là MC nói, cả 3 bạn và tất cả 10 bạn nói chung đều có một sự nỗ lực mà tôi thấy rất là đáng yêu. Một cái sự tiến bộ rõ rệt. Và tất cả mọi người đều thấy, có phải không ạ? Nếu mà chúng ta theo dõi từng đêm qua màn ảnh nhỏ hay là đến đây để thưởng thức trực tiếp thì các bạn thấy là các bạn thí sinh của chúng ta đã cố gắng rất nhiều và mỗi người đều đạt được một cái thành quả nhất định. Tất nhiên nó có khác nhau một chút. Vì vậy cho nên là tôi tiếp tục nhận xét để giúp các bạn tiến bộ hơn nữa. Tôi nói về Tiến Dũng trước. Đây là một giọng hát mà chúng ta thấy rất là thuận lợi, một cái giọng nam cao rất là điển hình và bay bổng mà tôi đã có lời khen ngay từ đầu. Và bạn đã có một sự tiến bộ đáng khen hơn là bạn đã khắc phục được những cái nhược điểm về sự trong trên cao độ. Ngày hôm nay bạn diễn rất tự tin, bạn thể làm chủ được giọng hát của mình và bạn khai thác được bài hát của mình để bạn thể hiện một ca khúc rất là khó, bài hát Xúc Cảm Non Thiên. Thì tôi có lời khen cho bạn trong ngày hôm nay.
nghĩa là bạn càng ngày càng tiến bộ. Cảm ơn bạn. Chúc mừng bạn. Và Kim Phượng thì cũng vậy, nhưng mức độ thì có hạn chế hơn, bởi vì Kim Phượng thì mọi người khi xem Kim Phượng hát từ đầu cho tới bây giờ thì vẫn còn cảm thấy là em đang lo lắng lắm. Em rất lo lắng là cố gắng làm sao hát thật tốt hơn. Em chưa thật sự là một ca sĩ, em đang trả bài. Vì vậy cho nên giọng hát em làm gì bác hay, hát đẹp, và bài hát này cũng tương đối phù hợp với giọng em, nhưng cái cảm xúc bài hát nó chưa được lột tả một cách tạo cho người nghe một cách thú vị. Vì vậy cho nên sự tiến bộ của em còn hạn chế, em phải cố gắng hơn nữa, và tôi tin rằng trong cái tương lai thì em sẽ là một giọng hát hay và mọi người sẽ biết tới em. Về Huy Quân thì khi mà em giới thiệu trong cái phần bắt đầu chương trình, trong cái clip em giới thiệu về mình, thì em đã thể hiện sự quyết tâm là em khác, em sẽ rất khác và em sẽ rất tự tin. Và tôi tin rằng em đã cố gắng làm điều đó. Nhưng mà rất tiếc thì là đối với riêng tôi thì tôi thấy cái điều mà em cố gắng làm đó chưa đạt được hiệu quả tốt. Em còn rất là lo lắng, em rất là lúng túng trong cái phần biểu diễn bài hát của mình, bài Ngẫu Hứng Lý Hoa Cầu, nhất là đoạn đầu. Em hát bằng một cái giọng thiếu tự tin, và ngay cả cái cách diễn đạt của em, diễn tả của em trên sân khấu cũng lây hoay trong cái đoạn đầu. Và đoạn sau khi mà em hát cao lên thì em có bình tĩnh một chút. Thì tất cả những điều này không phải là mới mẻ gì cả. Đây là những lời nhận xét lặp lại thôi, và mong rằng những điều này sẽ giúp cho em tiến bộ hơn. Khi ba em phối hợp với nhau thì rõ ràng mọi người thấy đây là một tiết mục rất dễ thương, và mấy em tự tin hơn hẳn. Vì vậy riêng đối với Huy Quân và Kim Phượng thì theo tôi khuyên thì hai em nên tiếp tục con đường ca hát. Nếu muốn tiến xa thì mấy em phải thành lập một cái nhóm để hỗ trợ lẫn nhau, và các em sẽ cùng tiến bộ khi mà các em hát cùng với nhóm của mình. Cảm ơn các bạn. Chúc các em sẽ thành công tiếp tục. Wow, rất tuyệt vời. Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm. Và phải nói ba thí sinh của chúng ta đã mang được hành trang là những lời góp ý vô cùng quý báu từ thầy Tạ Minh Tâm. Xin chúc mừng các bạn. Ngay sau đây, chúng ta sẽ biết được số điểm mà ban giám khảo đang dành cho mỗi thí sinh. Và khi mà tôi đọc tên tới ai thì các bạn lại tiến lên một bước nhé. Thí sinh Nguyễn Thị Kim Phượng, số báo danh 02. Nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền, 18,90. Nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm, 18,30. Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, 18,50. Điểm trung bình của bạn, 18,50. Bạn Võ Huy Quân, số báo danh 05. Nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền, 18,70. Nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm, 18. Và nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, 18,50. Điểm trung bình, 18,40. Thí sinh Hà Tiến Dũng, số báo danh 06. Nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền, 20. Wow! Nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm, không bằng, 19,50. Và số điểm của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt đó chính là 19,50. Điểm trung bình của Hà Tiến Dũng, 19,67. Chúc mừng bác. Xin được cảm ơn ban giám khảo một lần nữa. Xin được chúc mừng cả ba thí sinh. Và chúng ta sẽ đến với nhóm thứ ba, cũng là nhóm thí sinh cuối cùng của chúng tôi. Một tràng pháo tay dành cho họ được không ạ? Nắng gió phương Nam, một sáng tác của nghệ sĩ Nhất Sinh, như một bức tranh vẽ nên cuộc sống sinh hoạt của những người dân Nam Bộ. Và có một điều trùng hợp hết sức là thú vị là cả bốn đứa trong nhóm tụi mình đều đến từ vùng miền Tây sông nước. Dù thời gian tập luyện không được nhiều nhưng mà nhóm cũng đã theo kịp, cố gắng nắm bắt bài, và bây giờ có thể nói là chúng tôi đã sẵn sàng. Và mong rằng quý vị khán giả hãy cổ vũ và bình chọn cho mỗi thành viên trong nhóm của tụi mình nhé. Mình là Lê Duy, mã số 04. Mình là Kim Cương, số 10. Mình là Thanh Lương, số 09. Và mình là Anh Thư, số 08. Hãy bình chọn cho tôi nha. Oh.
xa bát ngát. Người phương Nam mộc mạc nghĩa tình, đi xa vẫn nhớ quê mình. Tình người tình đất đậm đà không đã hoàn thành xong phần dự thi lượt thứ hai của mình với ca khúc Nắng Gió Phương Nam, một sáng tác của nhạc sĩ Nhất Sinh. Xin chúc mừng tất cả các bạn, bởi vì gương mặt của các bạn cho thấy một sự thư giãn rất là hoàn toàn, rất là thoải mái, đúng không ạ? Và ngay bây giờ thì các quý vị ơi, hãy soạn tin nhắn đối với những thí sinh mà quý vị yêu thích, đó chính là BC khoảng trắng mã số thí sinh gửi đến 6540, và đừng quên mã số của mỗi thí sinh của chúng tôi nhé. Thưa quý vị, và thí sinh Mai Thanh Luân mã số 09. Thí sinh Nguyễn Thị Kim Cương mã số 10. Thí sinh Nguyễn Thị Anh Thư mã số 08. Và thí sinh Nguyễn Lê Duy mã số 04. Và giờ đây thì xin được lắng nghe những ý kiến, nhận xét cũng như là đóng góp dành cho các bạn của ban giám khảo. Xin được mời một người rất trầm tư, nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Xin chào bốn bạn trong cái tứ ca này. Cho phép việc được nói tập trung vào cái đơn ca lúc nãy ha. Bạn đầu tiên là bạn mang số báo danh 09, là bạn Mai Thanh Luân. Bạn hát bài Lội Dòng Sông Quê. Thực sự cái giọng hát của bạn á, nó phù hợp với những cái bài Nam Bộ nhiều hơn. Nên bạn hát cái bài Bắc Bộ đó thì bạn hơi bị cố gắng, bạn hơi bị vương, nó chưa tới á, thành bạn chưa có lột tả hết cái chất Bắc Bộ đó,
Thành đôi khi bạn bị lo ra thì bạn không có hoàn thành tốt. Nhưng mà cái giọng của bạn rất là sáng và hơi rất là dài. Chỉ có điều là bạn chọn bài chưa phù hợp với mình. Đó là một cái vấn đề chọn bài nó rất là quan trọng. Bởi thế cho nên chúng ta phải thử tất cả những cái bài hát trước khi mình chọn cho thật cẩn thận. Mong rằng với cái giọng dài, cái hơi dài đó và giọng hát sáng của bạn, bạn sẽ chọn những cái bài hát đúng chất của bạn hơn cho những cái ngày tiếp theo. Cảm ơn bạn. Và tiếp theo là bạn Nam, bạn Lê Duy, Nguyễn Lê Duy hát bài Con Cò. Bạn có một cái vóc dáng và một cái trang phục rất là đẹp, đẹp về sân khấu, đẹp kể cả trong tâm hồn của bạn. Và bạn xứng đáng là một người ca sĩ tỏa sáng trong cuộc thi này cũng như là trên con đường tương lai của bạn. Nhưng mà việc cứ mãi đắn đo tại sao bạn núp dưới bóng một ca sĩ đã thành danh bài Con Cò này. Bạn Linh Đồng rất là giống, và dường như là bạn mô phỏng y chang như vậy á. Việc không tiện nói ra tên ca sĩ này thì bạn cũng tự thấy như vậy. Và bạn hãy xem cái video sau khi chương trình đã phát sóng, thì bạn xem thì giống lắm. Thì không nên, tại vì bạn có khả năng mà, bạn có cái tôi và bạn đẹp trai hơn cái người đó nhiều. Tại sao bạn không chứng tỏ bạn là Nguyễn Lê Duy chứ không nên là một con cò của một người đã thành danh, đúng không? Thì mong rằng bài hát, nếu mà bạn chọn một bài hát của ai đó đã nổi tiếng, bạn hãy chứng tỏ giọng hát của Nguyễn Lê Duy rất hay và ăn mặc rất bảnh trai, rất đẹp đẽ trên sân khấu. Và tiếp theo xin mời bạn thí sinh số 10, bạn Kim Cương. Bạn có cái gương mặt rất là Nam Bộ và đúng một cái chất của người miền Tây Nam Bộ. Đó là một dòng nhạc mà Việt cũng rất là thích và Việt sáng tác được rất nhiều bài hát miền Tây Nam Bộ. Thì khi bạn Việt nhìn chính bạn á, tự nhiên mình cảm thấy giống như một cái gì đó nó rất là gần gũi của một cái giọng hát Nam Bộ. Và bạn chọn cái bài hát Nam Bộ, dân ca Nam Bộ rất là đúng. Thậm chí cái bài hát đó là bài hát Hát Với Long Hồ, một quê hương của bạn. Bạn ca ngợi rất là đúng tâm trạng của bạn. Nhưng chỉ có một cái điều này nè, Việt góp ý và rất thẳng thắn, mong rằng bạn sẽ sửa đổi và để đẹp trong mắt mọi người. Tại vì Việt muốn tất cả mọi thứ nó lại đi lên, chứ không phải là soi mói. Việt rất là hồi hộp và rất là yếu tim khi bạn xoay người, vì bạn mặc cái áo bà ba nó quá ngắn. Bạn phải mặc cái áo bà ba nó dài hơn 20cm nữa, thì nó thùy mị hơn, nó đẹp đẽ hơn. Nó quá ngắn và bạn xoay ra đằng sau thì mình rất là hồi hộp và mình rất lo lắng cho bạn. Tại vì với cái áo ngắn như thế này nó không phù hợp với dáng hình bụ bẩm của bạn. Đấy, thì cái đó là cái góp ý rất thẳng thắn, mà mong rằng khi bạn chọn trang phục thì bạn sẽ đẹp hơn và bạn hát thành công hơn những bài hát dân ca Nam Bộ nha. Cảm ơn bạn. Và tiếp theo là bạn thí sinh 08, Nguyễn Thị Anh Thư. Bạn hát một cái bài về cũng là mang mát âm hưởng dân ca Nam Bộ. Bạn hát rất là ngọt ngào, cũng đúng chất giọng bạn. Nhưng dường như cái bài hát này bạn tập nó chưa có kỹ lắm. Có lẽ rằng nó bị hát chứ không nó được hát. Là vì những cái đoạn trầm á, bạn xuống bị vất vả. Có nghĩa là nó không thuận lợi với cái giọng hát của bạn, cái chất từ thanh quản của bạn. Nhưng bạn lên cao thì rất là đẹp, nó sáng sủa. Bởi thế cho nên cái xuống thấp á, nó không có an toàn. Thì nếu chúng ta chọn những cái bài hát như thế này thì chúng ta phải luyện cho kỹ, hoặc là mình canh một cái tông nào đó, nhờ ban nhạc canh một cái tông nào đó nó phù hợp hơn, để cho mình truyền tải nó an toàn và hiệu quả hơn. Còn gương mặt của bạn và cái trang phục á, không biết bạn có một cái thẩm mỹ từ trong tâm hồn cũng như là ở phía ngoài, bạn ăn mặc rất là đẹp và cái gương mặt dường như là nó làm ấn tượng trên sân khấu này cũng như ấn tượng khi bạn xuất hiện. Tất cả khán giả đã vỗ tay và Việt nghĩ rằng cái gương mặt này nếu mà lọt vào những cái dòng mà thi nhạc trẻ thì bạn sẽ ăn đứt tất cả các bạn khác. Xin chúc mừng bạn.
Vâng, xin được cảm ơn những lời nhận xét đến từ nhạc sĩ Phù Quốc Việt, và hy vọng là các bạn thí sinh sẽ tiếp thu những lời nhận xét này để có thể bước xa hơn nữa trong con đường đam mê ca hát của chính mình. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được công bố số điểm dành cho mỗi thí sinh. Xin được mời tiến lên phía trước. Thí sinh Nguyễn Thị Kim Cương, số báo danh 10. Nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền, 19 điểm. Nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm, 19,60. Và nhạc sĩ Phủ Quốc Việt, 19. Số điểm trung bình dành cho bạn, 19,20. Thí sinh Mai Thanh Luân, số báo danh 09. Nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền, 18,50. Nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm, 19. Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, 18,50. Số điểm trung bình của bạn, 18,67. Thí sinh Nguyễn Thị Anh Thư, số báo danh 08. Nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền, 19 điểm. Nhạc sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm, 18. Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, 18,80. Và điểm trung bình, 18,80. Và tới chàng trai Nguyễn Lê Duy, số báo danh 04. Nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền, 19,50. Nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm, 19,50. Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, 19,10. Điểm trung bình của bạn, 19,37. Xin chúc mừng top 3, 4 thí sinh của chúng tôi. Và ngay bây giờ xin được mời quay trở lại sân khấu top 10 thí sinh để được lắng nghe điểm số của thí sinh cao nhất trong đêm thi ngày hôm nay. Chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón lại 10 thí sinh trong đêm thi hôm nay. Thưa quý vị, tính đến đêm nay thì vòng chung kết cuộc thi tiếng hát phát thanh truyền hình Vĩnh Long 2014 đã diễn ra được 3 đêm. Đêm nhạc truyền thống cách mạng, đêm nhạc trẻ và đêm nay với những cảm xúc đến từ dòng nhạc dân ca và âm hưởng dân ca. Có nghĩa là các bạn thí sinh họ đã phải thay đổi rất nhiều, phải nỗ lực rất nhiều để có thể chinh phục và tập trung để cố gắng và tiếp tục mang đến cho quý vị khán giả những phần trình diễn rất khác nhau và rất đa dạng trong cuộc thi hôm nay. Ở mỗi phong cách âm nhạc thì các thí sinh của chúng tôi lại có những sự thay đổi, những sự lột xác rất khác biệt từ trang phục cho đến sự thăng hoa. Và để có được điều này phải có sự hỗ trợ rất lớn từ các ekip làm việc thầm lặng ở phía sau hậu trường. Và ban tổ chức cuộc thi xin được gửi lời cảm ơn tới các ekip, các cá nhân và đơn vị hỗ trợ đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt cuộc thi năm nay. Và thưa quý vị, trước khi tôi xin được công bố điểm trung bình của thí sinh cao nhất thì một lần nữa chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn cho những lời nhận xét và đóng góp ý kiến đến từ các thành viên trong ban giám khảo. Xin được cảm ơn nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền và nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm. Và giờ đây, vâng, chúng tôi xin được công bố đêm chung kết nhạc dân ca và âm hưởng dân ca. Thí sinh có điểm số đang tạm thời dẫn đầu đó chính là Hà Tiến Dũng. Mã số 06, điểm trung bình của bạn là 19,67. Xin chúc mừng bạn. Bạn thân mến, và điểm số này sẽ còn thay đổi. Quý vị thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục chờ đón những phần trình diễn tuyệt vời đến từ các bạn thí sinh. Trong đêm thi tiếp theo, những tình khúc vượt thời gian sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ ngày 27 tháng 12 năm 2014 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long. Đêm nhạc dân ca và âm hưởng dân ca của vòng chung kết cuộc thi tiếng hát phát thanh truyền hình Vĩnh Long 2014 do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long cùng công ty Sen Vàng thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện với sự tài trợ chính của nhãn hàng Leo Thái Sư Tử Thái của công ty trách nhiệm hữu hạn Leo Thái và đơn vị đồng tài trợ nhãn hàng Hạt Huyết Dưỡng Não Cerecap. Xin được kết thúc tại đây. Xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành và hỗ trợ cho chương trình. Xin được cảm ơn Makeup Đăng Minh, nhà thiết kế Ngô Nhật Huy và nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam. Ngay bây giờ thì Lan Trinh, Vĩnh Phú cùng tất cả các thí sinh xin chào quý vị và chúc một đêm ngon giấc.